học cả buổi sáng và cả buổi tối có nghĩa là chúng tôi chụp phim ạ. Còn mấy biết không? Thì nó phải gần để chạm đến được. Còn cái nào mà có màu trắng thì ok đúng không ạ? Hoàn toàn chính xác. Chưa có nghĩa là gì ạ? Nhưng mà đấy là dùng được. À, Lê Hồng Minh chạm cái gì? Đây là gì? Tích vào đấy thì đảm bảo chúng ta không mất thành gốc thì gần đấy. Đấy. Mà chúng ta đi đâu đó chúng ta muốn sửa mà không cần mang theo cái mục gốc đấy, em cảm thấy đúng rồi và nó lại tự nhiên kết với nhau này phải này, rồi vấn đề cả mục luôn không phải là riêng gì cả. Thì khi mà chúng ta nhéo đóng lại chọn sơ mốt này để chọn cái là catalog và cơ bên này đây catalog này sáng đây chút xíu nữa.